Chào các bạn, mình là Hằng đến từ công ty truyền thông Vietstarmark. Công ty mình đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành làm phim và hiện tại là đối tác tiềm năng của các nhãn hàng nổi tiếng như là Sunhouse, Ferrari hay là Nakagawa. Hôm nay thì bên mình có mặt tại set quay TVC Nhận Đại Việt mà gồm các sản phẩm như là tấm ốp cửa, là tấm cửa gỗ và tấm ốp nội thất. Và để có một cái set quay như các bạn thấy ở đây thì bên team Vietstarmark đã có hơn một ngày để chuẩn bị. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng tham gia buổi shooting ngày hôm nay nhé. Hôm nay team VSM sử dụng máy quay C300 là loại máy quay hiện đại chuyên dụng mang lại những thước phim TVC thật chất lượng. Đây là cảnh quay bé trai trốn tìm để zoom cận vào sản phẩm. Sau bối cảnh phòng bếp, team chuyển sang bối cảnh phòng ngủ để quay sản phẩm tấm ốp tường và tấm cửa. Với sự chuyên nghiệp của team sản xuất cũng như diễn viên, các cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ. Đây là cảnh khá khó, tuy nhiên diễn viên Nhí đã rất nỗ lực để thực hiện được thước phim thật đẹp. Team VSM đã set up bối cảnh gian bếp cũ và sử dụng thêm khói để tạo hiệu ứng. Trải qua nhiều giờ shooting nhưng cả team vẫn đầy năng lượng. Bây giờ là 5 giờ chiều và Vietstarmark đã đi đến những cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Và đây là bối cảnh lấy theo phong cách cũ ngày xưa, những gian bếp cũ. Và tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của Vietstarmark thì công ty sẽ luôn mang đến những thước phim chất lượng tốt nhất đến tay khán giả. Và nếu các quý công ty có nhu cầu làm phim doanh nghiệp, làm viral video quảng cáo hay là TVC thì vui lòng liên hệ với chúng tôi, công ty truyền thông Vietstarmark. Cảm ơn tất cả mọi người.